Chào mọi người, mình là Trung bên kênh máy khoan biên cũ nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay hàng thùng để cho mọi người xem nha. Đây, đầu tiên là thùng này. Máy băng vít Magida. Máy băng vít Magida 9.6 nha mọi người. 9.6. Đây, 9.6 này. Này, con này nhìn ngoại hình khá là ok nha. Nó chỉ hơi bị bẩn một tí thôi. Đây, cho nó không có xước nhiều nhá. Tay mọi người nhìn thấy còn đẹp này, vỏ pin này. Vỏ pin này nhìn ok chưa? Đấy. Vỏ pin này mình thấy nó còn chạy luôn. Về nó còn chạy luôn. Vỏ pin này mình chưa sạc luôn nha mọi người. Đây, chưa sạc luôn. Đấy. Cục sạc này thì còn sống nha mọi người, cục sạc còn sống. Này, vỏ pin này do cái chân pin nó hơi bị bẩn nên thành ra để mình lau. Chân pin nó hơi bị bẩn nên thành ra là nó tiếp nó hơi ái, để mình thử nhích nhích của pin thôi. Đây. Rồi, mình giữ vô pin nhấn chặt ra. Nè. Điều tốc thắng ok nha mọi người, đảo chiều nè. Ok. Đấy. Rồi. Tiếc quá, về thùng này nó đẹp như thế này mình chỉ có một quả pin thôi. Đây, cục sạc còn sống nhé, sạc được quả pin này. Đây, máy thì full chức năng. Con này tua cao lắm nha mọi người. Con máy 9.6 này tua cao lắm. Vòng tua của nó tới 2.800 vòng. Là vòng tua theo lực đập nha mọi người. Nè, lực đập này. Tua theo lực đập là 2.800 vòng. Còn tua bình thường của nó là 2.200 vòng đó nha. Đấy, 9.6 như thế này là bằng luôn 12V rồi. Đấy. À, thùng này thùng số 1. Chờ một tí nha. Số 1. Thùng này bán 530.000. Số 1 530.000 nha mọi người. Tiếp theo số 2 là tiếp tục một thùng Makita. Đây. Thùng này Makita. Cục sạc còn sống nha mọi người. Pin cũng còn sống luôn. Nhưng mà mình không bao cầm. Tất cả pin trong video hoặc là trước đây đến giờ mình chưa bao giờ bao cầm pin zin hết cho mọi người. Mình chỉ sạc lên thử cho mọi người xem thử là nó được hay không được thôi. Đấy, về mọi người tự xử nhé. Hư thì đóng lại. Đấy, lúc hư thì đóng lại. Đây, ngoại hình. Ngoại hình con này thì cái đầu nó hơi bị bom tróc rồi. Đấy, ok. Nhưng mà con đầu khía này thì mọi người bắt đầu thăng rời thăng ngoài này. Con này thuộc dạng hàng mạnh trong 12V đây. Đấy. Đó, cho mọi người coi ngoại hình trước đi, rồi mình sẽ thử. Cục sạc này còn sống này, sạc được cho hai quả pin này nhé. Điều tốc thắng ok nha mọi người, đảo chiều nè. Ok. Ok nha mọi người. Hai quả pin còn khá là ok. Đấy. Bộ này. Hai quả pin mình bán coi như vỏ pin nha mọi người. Máy này, máy thì hơi cũ nha, đầu thì hơi cũ, máy cái đầu nó hơi cũ. Rồi, cục sạc còn sống. Này, sạc được do pin chọc chỗ này luôn này. Này, cục sạc này đa năng. Đấy, sạc được cho pin chọc này luôn nha mọi người. Đấy.
Bộ này bộ số 2. Đấy, còn móc đầy đủ. Vỏ 3A nữa, cái này vỏ 3A nữa, về sau là pin nó hư thì mình đóng lại. Ok. Dễ đóng. Cục này cục số, thùng này thùng số 2. Số 2. Thùng này bán 970.000 nha mọi người. 970.000. Tiếp theo, số 3 là thùng này. Nati. Nati 9.6 nha mọi người. Nati 9.6 đầu autolock này. Đầu autolock không cạc nhé. Đấy. Nati. Rồi. Con này thì cái chỗ móc khoảng điểm mẻ một tí, còn bên này vẫn còn vẫn dính pin bình thường nha mọi người. Đấy. Này. Ok, còn cái đầu vít ở trong này nữa. Mình thử xem có pin còn sống không. Ồ. Quả pin cũng còn, nhưng mà mình thấy nó yếu. Mình thấy nó còn yếu nha mọi người. Đấy. Cục sạc này lúc nãy mình cắm điện thử còn sống. Đấy. Đấy. Mọi người về sạc thêm rồi nhá. Nhưng mà quả này thì mình thấy nó cũng chắc nó cũng cầm được ít thôi. Đấy, mọi người về thử xem thử nó được bao nhiêu thì được nhá. Còn có thì đóng lại giúp mình. Đấy, cục sạc này ví dụ như về mà bính hư rồi thì mọi người chế cục sạc adapter vào đây nhìn cho nó zin. Đây, bây giờ mình kẹp thử cho mọi người xem nữa. Máy nó chạy như thế nào. Đây, chế độ chậm này. Điều tốc thắng ok nha mọi người. Này, nhanh này. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok. Đấy. Đấy. Ok. Có 22 cấp trượt, có 21 cấp trượt, 1 cấp khoang nhé. Ồ, con này ngắt lực mọi người ơi. Con này ngắt lực. Này. Ngắt lực luôn. Ngắt lực nó ổn, nó thích hơn là trượt nha mọi người, là ngắt hẳn luôn, là bảo vệ vít lắm. Đây này. Đây. Đấy, tới độ lực của nó là nó ngắt luôn. Ok. Đấy, ngắt lực luôn. Ok nha mọi người. Rồi. Con này full chức năng, ngắt lực nữa. Pin. Pin coi như vỏ pin hết nha mọi người. Đây cục sạc còn sống nha. Móc. Đấy. Này thùng số 3. Số 3. Thùng này bán 670.000 nha mọi người. 670.000. Thùng số 4, Nati. Này, Nati. AZT105. Con này ngoại hình còn khá là đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy, đầu không cạc nè. Thắng ok nè. Đấy. Nhanh chậm ok nhá. Đấy. Cục sạc còn sống, sạc được cho hai quả pin này nha mọi người. Đấy, mình bán thì coi như vỏ pin thôi, không bao cầm gì hết. Đấy. Mình sạc thấy vô nhiều thì bảo vô nhiều, thấy vô ít thì bảo vô ít, để cho mọi người về thử. Đấy, tiếp tục quả này. Hai mươi mốt cấp trượt, một cấp khoang nha mọi người. Đấy. Đấy. Ok, con này full chức năng.
số 4. Số 4. Con này bán 690 nghìn nha mọi người. 690 nghìn. Nati 12V. Quá là rẻ cho một con này rồi. Con này coi như là bán khuyến mãi trong video này. Này, số 5. Cũng thùng Nati luôn. Đây. Nati EZT103 nha mọi người. Đấy. Bộ pin cao này. Điều tốc thắng ok. Ok mọi người, đào không cạc nhá. Nhanh chậm ok nè. Nhanh chậm ok, đảo chiều ok. Thắng ok nhá. Cấp trượt ok nè. Đấy. 21 cấp trượt, 1 cấp khoan nha mọi người. 21 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy, thử vào pin này luôn. Pin thì còn cầm nhưng mà mình không bao cầm. Mình bán coi như vỏ pin thôi. Cục sạc còn sống sạc được cho hai quả pin này nha mọi người. Đấy, full chức năng nhé. Cục này cục số, thùng này thùng số 5. Số 5. Thùng này bán 790 nghìn. Số 5, 790 nghìn nha mọi người. Đây, tiếp theo. Số 6. E-value 12V nha mọi người. Đấy. Con này khá là mới nha mọi người, máy khá là mới. Đấy. Ok. Cục sạc mới toanh luôn này. Đấy. Chân pin khá là lỏng. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Nè. Đào không rơ, không cạc luôn. Ok, máy full chức năng. Cục pin thì mình thấy còn cầm nhiều đấy. Đấy. Đây, cục sạc còn sống sạc được cho quả pin này nha mọi người. Mình thì không bao pin đâu. Pin thì mình bán coi như vỏ pin ra. Đây, thùng số 6. Số 6. Thùng này bán 650 nghìn. 650 nghìn nha mọi người. Đây, tiếp theo, thùng số 7. Đây, thùng E-value 2 pin, 1 sạc, mà sạc còn sống này, 2 cục pin này thì mình thấy còn cầm nhưng mà mình không bao cầm nhé. Mình bán coi như vỏ pin hết thôi. Đây. Chân pin hơi bị dơ. Mọi người về vệ sinh cái chân pin đi nhé. Đây. Chân pin nó hơi bị dơ nha mọi người. Đó. Mọi người về vệ sinh đi. Mình thấy nó có vẻ nó hơi bị bó bó hay sao. Đào rơ nhá. Trái phải ok. Điều tốc ok. Thắng ok nha mọi người. Ok. Đào bị rơ nhá. Đây, không bị cạc. Quả pin thì mình thấy nó cầm nè. Ok. Mình thì không bao cầm pin nè. Mình cố gắng mình thử cho mọi người thôi. Đấy. Ok nha mọi người. Rồi. Full chức năng. Đào ra. Về mọi người tự xử tiếp.
số 7. Số 7 này bán 730.000. Số 7 730.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Quên, mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0854901685 nha mọi người. Mình ở Đà Nẵng. Cảm ơn mọi người rất nhiều.